Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ 6, ngày 13 tháng 9 năm 2019. Mời các bạn đón xem bản tin Việt Nam lớn tiếng đòi Trung Quốc, Mỹ liền tiếp ứng hù Bắc Kinh. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều những hình ảnh, đó là việc đoàn tàu hộ tống rất lớn cùng tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc liên tục xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đó là những vùng 200 hải lý mà Việt Nam có chủ quyền. Và trong suốt thời gian hơn 2 tháng rưỡi qua thì đội tàu này đã liên tục thăm dò địa chất và để chuẩn bị, được cho rằng là chuẩn bị cho việc đặt giàn khoan ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và tất nhiên sau một thời gian im lặng và trước sức ép rất lớn từ trên 90 triệu người dân Việt Nam thì hôm 12 tháng 9 là hôm qua, Bộ Chính trị đã quyết định phải cho Bộ Ngoại giao lên tiếng và đòi Trung Quốc rút toàn bộ tàu Hải Dương 8 và đội tàu hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hình ảnh mà các bạn có thể xem trên trang truyền thông của trong nước cũng như quốc tế đăng tải rất nhiều, đó là việc Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút ngay lập tức nhóm tàu khảo sát Hải Dương địa chất 8. Nhóm tàu Hải Dương địa chất 8 đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam lần thứ 3 từ ngày 7 tháng 9 năm 2019. Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận chiều ngày 12 tháng 9 và yêu cầu Trung Quốc rút ngay lập tức các nhóm tàu này. Đây là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã tuyên bố trong thời gian vừa qua tại Việt Nam. Và liền sau đó một ngày, dường như có sự bàn bạc trước với Hà Nội, hôm 13 tháng 9 là hôm nay, Mỹ liền điều một cái tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mayer đã áp sát nhiều đảo ở quần đảo Hoàng Sa nhằm bác bỏ yêu sách đường cơ sở thẳng của Trung Quốc ở khu vực này. Và các bạn có thể thêm tham khảo một số cái thông tin trong nước cũng như quốc tế đã đăng tải về hình ảnh chiếc tàu của Hải quân Mỹ, đó là chiếc tàu số 108. Và trong bản tin ghi rất rõ, thêm một tàu khu trục Mỹ đi ngang qua khu vực Biển Đông. Quân đội Mỹ cho biết một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ hôm thứ 6 ngày 13 tháng 9 đã tiến gần các đảo mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ trong vùng Biển Đông. Một động thái có thể làm Bắc Kinh giận dữ. Tuyến hàng hải đông đúc tàu bè qua lại này đã trở thành một trong những điểm nóng trong mối quan hệ Mỹ-Trung, cùng với các điểm nóng khác là chiến tranh thương mại đang leo thang, các biện pháp chế tài của Mỹ đối với quân đội Trung Quốc và quan hệ giữa Mỹ với Đài Loan. Trung tá Reman, người phát ngôn của hạm đội 7 ở Hoa Kỳ nói với Reuters, chuyến đi của tàu khu trục Mayer để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, kể cả tuyên bố chủ quyền mà người phát ngôn Mỹ của Mỹ mô tả là quá quắt của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa, nơi mà cả Việt Nam và Đài Loan cùng tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng gì về việc này. Đây là hình ảnh các bạn xem chiếc tàu chiến của Mỹ đã đi qua. Và trong thời điểm này, ngay hôm nay, thì cái hành động này của Mỹ để phải nói rằng, để công bố cho thế giới thấy là cái tự do hàng hải, tự do hàng không phải luôn được thực hiện. Và cho đến hôm nay thì Trung Quốc vẫn không đếm xỉa gì đến những cái công bố và những cái công hàm của phía Việt Nam, và họ vẫn tiếp tục đưa tàu Hải Dương 8 thăm dò ngày càng sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cùng những chiếc tàu hộ tống rất hung dữ. Hình ảnh chúng tôi có thể chia sẻ ngay các bạn. Đây là hình ảnh ngày hôm nay chúng tôi đã ghi nhận từ trang của ông Phan Nam Thắng. Vào thời điểm hiện tại, ngày 13 tháng 9 năm 2019, tôi đã tìm ra 3 tàu tham gia hộ tống Hải Dương 8, gồm có tàu hải cảnh số 46303 và số 33111 và số 37111. Còn chiếc tàu cầu khổng lồ Lam Kinh hiện đang trên đường đến Hàng Châu của Trung Quốc. Và đây biểu đồ mà các bạn có thể thấy những chiếc tàu Hải Dương 8 cùng những tàu hộ tống đã liên tục đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và những cái điều mà các bạn nhìn thấy đó là chỉ là những cái tàu, chiếc tàu mà họ đã bật hệ thống định vị lên. Còn rất nhiều những tàu hải cảnh khác của Trung Quốc đã không bật hệ thống này, và rất nguy hiểm cho những người dân Việt Nam, khi ngư dân Việt Nam khi đi đánh bắt gần những khu vực này, và họ đã có thể bị đâm chìm hoặc là bị trấn áp khi mà đến gần những tàu Hải Dương 8 họ đang thăm dò ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và liên tục trong những ngày qua, kể từ ngày 7 tháng 9 đến nay, đây là lần thứ 3 Trung Quốc cho tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để đo đạc lòng biển và dường như để chuẩn bị trong việc hạ đặt giàn khoan mà chúng ta đã thấy. Và hình ảnh mà các bạn cũng có thể tham khảo ngay trên cái trang tweet của ông giáo sư Matheson của Trường Đại học Hàng hải Hoa Kỳ cũng đã chia sẻ là hải trình tàu thăm dò Hải Dương 8 kể từ ngày 3 tháng 7 năm 2019 đến nay. Như vậy là đã hơn 2 tháng, chiếc tàu này cùng với những tàu hải cảnh của Trung Quốc đã thăm dò một khu vực rất rộng lớn ngay trong vùng đặc biệt kinh tế của Việt Nam và đan xen với nhau rất chặt chẽ, và dường như họ đã chuẩn bị cho cái việc này
chi tiết từ trước đến nay, và đây là thời điểm họ thấy thuận lợi nhất ngay trước đại hội đảng lần thứ 13 của đảng cộng sản Việt Nam đang được chuẩn bị, thì họ đã đưa những chiếc tàu này ra dường như là để áp đặt một điều gì đó đối với Việt Nam, và chúng ta tiếp tục phải theo dõi trong thời gian tới. Và rất nguy hiểm là trong những đợt đo đạc này thì có những cái vệt khảo sát theo đường thẳng kéo dài tới hơn 200 km theo trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và các bạn có thể tham khảo ngay thêm hình ảnh mà cũng do ông Phạm Thắng, Nam Thắng lại được chia sẻ trên trang tweet của ông. Và Hải Dương 8 vừa hoàn thành chuyến thứ 5 của khu vực khảo sát mới nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuyến này dài khoảng 202 km, đây chúng tôi đưa sát để các bạn nhìn thấy. Cách Mũi Dinh Ninh Thuận 190 km và cách đảo Phú Quý khoảng 110 km. Tuyến này gần như song song với bờ biển Việt Nam, nó sẽ thăm dò tuyến mới, tức là tuyến thứ 6 sẽ còn gần bờ Việt Nam hơn nữa. Và các bạn thấy rất nguy hiểm, bởi vì ngay sau video này chúng tôi sẽ chia sẻ hình ảnh này cùng đường link để các bạn trực tiếp kiểm tra những cái dẫn chứng cụ thể. Và đây là cái trang mà chuyên theo dõi những cái hoạt động của Trung Quốc đang ngày càng rầm rộ, ngày càng lớn trên ngay trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và có những lúc chiếc tàu Hải Dương 8 này đã đi rất sát bờ biển Việt Nam và uy hiếp đến những cái vùng đánh cá của ngư dân Việt Nam của chúng ta. Và Việt Nam cũng tuyên bố đưa lực lượng chấp pháp ra ngăn cản, nhưng dường như cái việc ngăn cản đó của Việt Nam không hề có tác dụng đối với Trung Quốc, cho nên những hoạt động của tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống vẫn được tiếp diễn theo đúng lịch trình. Và những cái đường mà các bạn thấy, đường đi của chiếc tàu này không hề thay đổi, nó được kẻ như những bản cờ được định sẵn ngay trên cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và ngư dân của đánh cá của Việt Nam tất nhiên không được lại gần những khu vực mà tàu Hải Dương 8 này đang thăm dò để thả lưới. Và các bạn cũng đã nhìn thấy những hình ảnh mà ngư dân đã chia sẻ những video clip họ đã quay ngay trong cái vùng đó, và thấy rất nhiều tàu hải cảnh của Trung Quốc cùng tàu Hải Dương 8 đang thăm dò ở vùng ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vì tàu hải cảnh của Trung Quốc thì rất hung hãn, hung dữ, và nó luôn luôn đi kèm sát những tàu của ngư dân, và nó được bọc những lớp thép rất cứng ở ngay những mũi nhọn phía trước, và điều đó sẽ gây rất nguy hiểm đến tính mạng và đến những cái thuyền của ngư dân Việt Nam nếu đến gần những chiếc tàu Hải Dương 8 này. Và trên 2 tháng nay, kể từ khi Trung Quốc đưa tàu và thăm dò và hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì người đứng đầu nhà nước Việt Nam, đó là Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cho đến thời điểm này vẫn im lặng một cách hoàn toàn tuyệt đối đối với vấn đề nghiêm trọng của chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông đã diễn ra. Và Trung Quốc vừa tuyên bố sẽ tăng cường thêm hệ thống giám sát bằng máy bay không người lái trên Biển Đông rộng lớn, và đưa dữ liệu theo thời gian thực về Bắc Kinh để xử lý và đưa ra hoạt động cần thiết với các hoạt động hàng hải trong đường 9 đoạn, tức là đường lưỡi bò mà họ cho rằng đó là chủ quyền của họ. Và đây là một cái bài báo mà do báo Martin Exquisite đã đăng tải về cái hệ thống Trung Quốc bắt đầu triển khai. Đây là hệ thống máy bay không người lái, và chúng tôi xin chia sẻ ngay lập tức sau khi cái chương trình này để các bạn có thể tự vào xem những bài viết và những cái dòng tin rất nguy hiểm mà khi Trung Quốc họ dùng những chiếc máy bay này, họ thu thập dữ liệu, và đặc biệt là những cái hệ thống điều khiển, và cho những chiếc máy bay không người lái này có thể đặt ở trong những cái ô tô và di chuyển rất là nhanh ở dọc cái bờ biển của Trung Quốc, và từ đó họ sẽ phát những cái sóng vào những hình ảnh thu được lên trên vệ tinh của Trung Quốc, và từ trên vệ tinh họ sẽ phát về trung tâm, đó là từ Bắc Kinh và những cái nơi khác mà họ yêu cầu. Thì đây là cái điều mà rất nguy hiểm đối với cả cái hoạt động hàng hải của Việt Nam cũng như quốc tế đi trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và hiện nay Việt Nam đang chưa có những hệ thống tương tự như vậy, cho nên chắc chắn rằng với những cái việc mà Trung Quốc liên tục gây cái căng thẳng và xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, thì những chiến sĩ hải quân Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam cũng như những người dân đánh cá Việt Nam sẽ gặp rất nhiều bất lợi khi mà chính phủ Việt Nam không quan tâm một cách đầu tư một cách đúng mức và chặt chẽ cũng như hiện đại hóa quân đội Việt Nam trong thời gian tới. Và Trung Quốc vừa tuyên bố đưa những chiếc xe với những cái hệ thống mà điều khiển những cái máy bay không người lái này ra khắp các nơi ở Biển Đông, ngay cả những vùng biển xa xôi nhất họ cũng sẽ đặt những cái hệ thống này để theo dõi trong một thời gian thực, để Bắc Kinh có thể quản lý và kiểm soát cái đường lưỡi bò, tức là đường 9 đoạn họ đã vẽ ra. Và Việt Nam cho đến thời điểm này thì chúng ta đã thấy là chưa có bất cứ biện pháp nào có thể xua đuổi được người đồng chí Trung Quốc của mình ra khỏi lãnh thổ. Mặc dù Trung Quốc luôn nói rằng họ hợp tác với Việt Nam theo
4 tốt và 16 chữ vàng. Nhưng những cái điều đó cho đến nay Trung Quốc dường như đã thực hiện ngược lại, và hai nước cùng chung thể chế cộng sản, nhưng người cộng sản phương Bắc luôn luôn tìm cách chèn ép người cộng sản ở phía Nam là Việt Nam, và luôn luôn tìm, không những thế mà lãnh thổ của Việt Nam dường như đang dần dần bị phía Trung Quốc lấn át và thôn tính trên Biển Đông. Và tới đây, liệu chuyến đi Mỹ và dự kiến vào tháng 10 tới của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có giúp được Việt Nam có quan hệ tốt hơn với các nước dân chủ và tự do hay không? Và có qua đó có thể được cung cấp các nguồn tin tình báo, vệ tinh, thông tin vệ tinh cũng như vũ khí tốt để đề phòng trước một Trung Quốc đang cố thể hiện là một cường quốc mới nổi, sẵn sàng mọi biện pháp, dùng mọi biện pháp vũ lực để cưỡng ép Việt Nam trên Biển Đông. Và chúng ta hãy chờ đợi cái thông tin đó từ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như cái hoạt động của lãnh đạo Đảng và Cộng sản và nhà nước Việt Nam trong thời gian sắp tới. Nhưng một điều mà chúng ta cần phải quan tâm hơn đó là thường xuyên theo dõi những thông tin được đăng tải trên những trang truyền thông như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Đài RFI, FA, Thời báo DE và những trang độc lập khác để các bạn biết được những thông tin sự thật đang diễn ra và sẽ diễn ra như thế nào trên Biển Đông, bởi vì nó liên quan đến tài sản tính mạng của hàng triệu người dân có cái cuộc sống liên quan đến kinh tế biển. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ 6, ngày 13 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy để lại những bình luận sau video này cũng như chia sẻ cho nhiều người cùng biết và cho chúng tôi biết những thông tin mà các bạn quan tâm để chúng tôi có thể cung cấp và cập nhật cho các bạn những thông tin này một cách nhanh nhất, sớm nhất và trung thực nhất. Kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.